Đây mình đang ở Mandalay Bay đây các bạn. Mandalay Bay. Đang tắm ở hồ bơi Mandalay Bay. Tôi và con gái Bella đây. Rồi có mình hai cha con là Asian thôi, là người Việt thôi. Và tất cả là Mỹ trắng không à. Không có một mống quả đen nào hết. Hồ rất sạch và không khí rất là lành mạnh. Không có, phải nói là không có ghetto, hiểu không? Không có như xóm nhà lá nào hết. Rất là nhà sang và cửa rộng, mát. Mát lặng luôn. À, bơi đường dài như vậy ha. I stop on a few. You stop on a few, okay, 3 times. Yeah. It's okay, tập vậy là được rồi. Tập vậy là giỏi rồi. Chị con. Okay, I'll give you 5 seconds. Bye. Are you falling? Okay. You're falling, huh? Cannonball! Ây giời, vừa bơi vừa bịt muối kìa. Vừa bơi vừa bịt muối bà con ơi. Bơi vậy sao bơi được ta? Mình cần 2 cánh tay mình bơi mà sao bơi có một cánh tay sao bơi được ta? Nước ấm quá ha Bella. Nước sổ ấm bà con này. Nước này sổ ấm luôn. Oh, I'm melting because my Bella hugged me. I'm melting. Dad, what is the most popular sexuality? What is what? What is the most popular like, toys? Yeah, I think maybe Bud Lightyear or Woody from Toy Story. From Toy Story. Yeah, from Toy Story. Or maybe Star Wars. Because that sells the most. Know, oh, I know who. Minion. The Minions are the most popular. What Minions? The Minions from Despicable Me. If I don't know about it, I mostly it's just probably isn't most popular. No. Here. You know the yellow little thing with the glasses? That's the Minion. Yeah. Hmm? You know that one? No. Well, I don't know that. Not a lot of people know that. If I know that, it might be popular. Right. Tell me, Bobby. Who's it? Bobby. Bobby who? Bobby's. Bobby's. Bobby. Stories. Oh. Bobby, Star Wars, stories. Most popular? Yeah, those are the three, but the rest I don't know. Those are pretty popular. Oh, you squeeze me hard. Oh my God, Bella. Hai cha con mình thương nhau. Hard to hold on tight. Hai cha con mình thương nhau quá hả? It's actually kind of hard to hold on to you because like we're in the water. You kẹp chắc vào, kẹp chắc vào. Kẹp chắc vào đó sao lộ. Kẹp chắc vào cơ. Do you watch anime?
No, I watched Ninja Scroll. Ninja Scroll, very violent movie. So. Anime. Anime. Like Japanese anime. I don't know a lot of them, but yeah. Ninja Scroll, very bad one. A lot of killing and a lot of blood, a lot of gore, a lot of adult theme. Adult theme, okay. How is it rated? R. Rated R, yeah. Rated R, very rated R. R13. Not R13. Either PG-13 or R, not R13. All right. R means 17, Bella. Oh yeah. R18 or. Yeah, we have 7 minutes left. Close at 5.